định khẳng định cam kết một hệ thống thương mại hiệu quả và minh bạch. Việt Nam là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán CPTPP. Có thể trong phiên họp Quốc hội cuối năm nay, chính phủ Việt Nam sẽ trình hiệp định để Quốc hội xem xét và thông qua CPTPP. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là sau một năm bị gián đoạn, từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với tên gọi mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức được ký kết mà không có sự cấp mặt của Mỹ. Báo chí quốc tế đánh giá Hiệp định này đã phát đi một tín hiệu rõ ràng từ 11 nước châu Á-Thái Bình Dương rằng họ đủ mạnh mẽ để trở thành một khối tự do thương mại mà không bị phụ thuộc vào nền kinh tế lớn nhất thế giới. CPTPP ra đời trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng. Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng vào năm 2017. Sự kiện 11 nước cùng đặt bút ký vào bản cam kết sáng nay tại Chile là minh chứng cho thấy giả thuyết TPP và bây giờ là CPTPP sụp đổ khi Mỹ rời bỏ hiệp định đã không trở thành sự thật. Với thành công này thì các chuyên gia nhận định châu Á-Thái Bình Dương thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng tới việc tái cấu trúc các luật lệ thương mại trên toàn cầu. Trang Nikkei của Nhật Bản đã bình luận là việc 11 nước thành viên CPTPP có thể ngồi lại và ký kết hiệp định hôm nay là một cột mốc lịch sử và là dấu hiệu cho thấy châu Á sẽ vươn lên, thay thế Mỹ trở thành đầu tàu của thương mại tự do. Không có Mỹ thì CPTPP sẽ thay đổi như thế nào đây? Khi Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định TPP-12 thì các quốc gia còn lại đều đánh giá rất cao về cái chất lượng của một cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mà vấn đề cơ bản là những cái động lực mà hiệp định này nó sẽ mang lại cho cái sự phát triển của bản thân mỗi nước về các khía cạnh về kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng nay bây giờ không còn Hoa Kỳ nữa thì cuối cùng thì các nước CPTPP, TPP-11 cũng đồng ý là sẽ tạm hoãn 11 nghĩa vụ khó nhất và đòi hỏi nhiều nguồn lực nhất trong chương sở hữu trí tuệ. Thì tôi nghĩ đấy là một cái kết quả rất tốt, mở đường cho việc kết thúc đàm phán hiệp định và mở đường cho lễ ký ngày hôm nay. Dù không có Mỹ, thì các nước CPTPP vẫn chiếm hơn 13% GDP thế giới, quy mô 10.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% kim ngạch thương mại toàn cầu, tương đương 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là một thị trường rất lớn. CPTPP không chỉ mở ra cánh cửa tiếp cận thị trường châu Á-Thái Bình Dương, mà còn tạo ra một nền tảng cao cấp cho thương mại thế kỷ 21, gửi đi một thông điệp tích cực đến các đối tác, trong đó có cả Mỹ. Vâng, thưa quý vị, không phải là phải đợi cho tới ngày hôm nay khi mà hiệp định này được ký kết, mà trước ngày hôm nay thì các doanh nghiệp của 11 nước thành viên, đặc biệt là tại khu vực châu Á, đã phải chủ động và tích cực nắm bắt lấy cơ hội khi mà lợi thế đang nằm trong tầm tay. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi là một số nước thành viên họ đã chuẩn bị như thế nào cho ngày trọng đại này. Bộ trưởng Thương mại Singapore Lim Hiên Kang nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Singapore đã có rất nhiều kinh nghiệm khi nước này tham gia vào các FTA. Theo các chuyên gia và Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore, khi CPTPP được ký kết và đi vào thực hiện, Singapore sẽ không phải thay đổi nhiều về các quy định pháp lý và thể chế bởi vì bản thân nền kinh tế Singapore rất mở. Hơn nữa, từ trước tới nay, nội dung của các FTA và những thuận lợi từ chúng luôn được cập nhật một cách công khai trên các trang mạng của chính phủ để các doanh nghiệp có thể chủ động nghiên cứu nhằm tìm kiếm cơ hội mang lại lợi ích cho mình. Cũng theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Singapore có lợi thế ở các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, dịch vụ tài chính và vận tải, tư vấn quy hoạch. Chính vì vậy, các doanh nghiệp của nước này có thể tận dụng ngay cơ hội từ CPTPP mà không cần phải mất thời gian thích ứng. Còn tại Nhật Bản, một trong những nước dẫn dắt CPTPP đã nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiềm năng ở các nước thành viên. Công ty sản xuất đồ uống tỉnh Oita, Oitamugi Sochiu là một trong những tên tuổi dẫn đầu thị trường nước giải khát Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty cho biết thị trường nội địa đã bão hòa và sức tiêu thụ đã giảm liên tục kể từ năm 1994. Oitamugi Sochiu đã ủng hộ TPP và nay là CPTPP bởi nó giúp công ty có thêm lựa chọn với các nguyên liệu dùng cho sản xuất. Chúng tôi sử dụng lúa mì và lúa mạch để làm đồ uống. Phần lớn nguyên liệu của chúng tôi được nhập khẩu từ Australia. Việc ký kết CPTPP sẽ giúp chúng tôi giảm chi phí nhập khẩu nguyên liệu, qua đó giảm giá thành sản phẩm. Một báo cáo của chính phủ Nhật Bản cho rằng Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng 1,2-2% cho tăng trưởng GDP hàng năm của xứ sở mặt trời mọc.
Vâng, Việt Nam cũng là một mảnh ghép trong số 11 nước thành viên của CPTPP. Vì thế các doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc. 63% doanh nghiệp Việt Nam đã đồng ý là hiệp định CPTPP sẽ mang lại lợi ích cho mình, cao hơn hẳn tỷ lệ của doanh nghiệp các nước thành viên khác. Do đó hẳn không sai khi mà trong tất cả các thành viên thì Việt Nam được nhận định là một trong ít quốc gia hưởng lợi lớn nhất. Hiện doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp này sang một vài nước trong khối CPTPP chỉ chiếm khoảng 10% trong toàn bộ giá trị xuất khẩu hàng năm. Rào cản lớn nhất chính là thuế nhập khẩu vẫn còn cao, trên dưới 12%. Ví dụ như một chiếc bàn này, hiện nay doanh nghiệp xuất sang thị trường Mexico thì với giá bán ra thị trường khoảng 1.200 đô la. Tuy nhiên thì khi hiệp định này ký kết thì giá bán chỉ còn đâu khoảng trên dưới 1.000 đô la. Thuế xuất giảm, giá thành cạnh tranh, đây là một trong những điều được hưởng lợi lớn nhất của ngành gỗ khi mà hiệp định này ký kết. Thuế sẽ giảm, và ngược lại thì những cái về nguyên liệu mình nhập từ các nước đó về đây thì lại có cái lợi nữa là cái giá các nguyên liệu cũng sẽ giảm. Hơn 95% quần áo ở đây được xuất đi Mỹ và châu Âu. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ xâm nhập được vào các thị trường mới. Việt Nam và Nhật Bản cũng đã có một cái hiệp định thương mại tự do rồi, nhưng tuy nhiên mà nó có một yêu cầu là vải xuất xứ về Việt Nam, cho nên là chúng ta cũng chưa tận dụng được cái cơ hội nhiều lắm về cái hiệp định đó. Và hy vọng rằng cái hiệp định CPTPP thì các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận thị trường Úc và thị trường Canada. Có thể nói, hiệp định này mở ra một cơ hội đưa hàng Việt có mặt được ở hơn 10 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ hội này sẽ đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải thay đổi và mở rộng sản xuất kinh doanh cả về lượng lẫn chất. Tại cái điểm yếu của các doanh nghiệp trong ngành gỗ Việt Nam hiện nay đó, thì cái năng suất của mình còn thấp so với nhiều nước sản xuất về đồ gỗ, thì phải đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới. Và có như vậy chúng ta mới có khả năng thực hiện được các cái đơn hàng mới. Cứ giữ nguyên như cũ thì chúng ta cũng rất khó có thể bán được. Cho nên là chúng ta chuyển dần cả sang những lĩnh vực sản xuất, những cái nguồn nguyên liệu, phụ liệu. Theo các chuyên gia, hiệp định mới cũng đề ra những giá trị phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động. Vì thế, ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp cần chủ động thay đổi để khi hiệp định này đi vào thực tiễn, doanh nghiệp Việt sẽ không bị các doanh nghiệp nước ngoài bỏ lại phía sau. Vâng, thưa quý vị, những chiếc áo, những chiếc ghế gỗ made in Việt Nam là biểu tượng cho cơ hội. Những đàn lợn, những cây mía hay viên thuốc Việt Nam lại đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ. Những thứ tưởng chừng là thế mạnh nhưng có thể xoay chuyển thành thế yếu nếu như không có những thay đổi, mà bức thiết nhất chính là thay đổi ở cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp mạnh hơn và cạnh tranh hơn khi lợi thế đang nằm trong tay các quốc gia châu Á. Thưa quý vị, Nghệ An dù được xem là nằm ở vị trí chiến lược, có nguồn nhân lực dồi dào nhưng vẫn trong nhóm tỉnh nghèo nhất cả nước. Sau 10 năm tích cực xúc tiến đầu tư, các chính sách thu hút, giữ chân các nhà đầu tư vẫn là những câu hỏi trăn trở với lãnh đạo tỉnh. Chiều ngày hôm nay, hội thảo thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp tục tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng hội thảo năm nay ghi nhận thêm nhiều tín hiệu lạc quan mới. Năm 2017 đã có thêm 176 dự án đăng ký đầu tư vào Nghệ An, tăng gần gấp đôi so với năm trước đó. Đại diện VCCI cho rằng con số này chứng tỏ ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn đến làm ăn ở Nghệ An. Có điều, chuyên gia này lưu ý mời được doanh nghiệp đã là quan trọng, nhưng quan trọng không kém là phải đồng hành cùng doanh nghiệp sau khi đã vào đầu tư. Vấn đề trọng tâm cải cách của Nghệ An là phải tập trung vào khâu hậu đăng ký, hậu xúc tiến và tập trung mạnh thì sự phối hợp giữa các sở ngành, sự hợp tác, sự chăm lo, sự giúp đỡ, cái văn hóa đồng hành cùng doanh nghiệp. Đa số các diễn giả đồng tình là cơ sở hạ tầng logistics của Nghệ An gần đây đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn cần làm tốt hơn nữa. Vì thực tế, để xuất khẩu, việc vận chuyển hàng từ cảng Cửa Lò tới các cảng quốc tế như Hải Phòng vẫn tốn nhiều chi phí hơn so với các tỉnh thành khác. Những cái nhà vận tải ven bờ cùng với tất cả những cái nhà đầu tư tại khu công nghiệp để cùng ngồi lại để làm thế nào để dồn cái nguồn hàng đó, thay vì vận tải đường bộ hiện nay thì chúng ta thông qua cái cảng Cửa Lò để mà làm cái dịch vụ trung chuyển. Một tín hiệu được hội thảo quan tâm là ngày càng nhiều các dự án phát triển hạ tầng lớn đầu tư vào Nghệ An. Ngay ngày mai, Hemarai, nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu của Thái Lan, sẽ khởi công một dự án 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư 3.200 hecta trong 20 năm. Trước đó, V-Ship, liên danh phát triển hạ tầng khu công nghiệp số 1 của Việt Nam, đã đầu tư một khu 750 hectare.
Đại diện V-Ship cho biết, nếu như hơn một năm trước, tập đoàn này khó khăn lắm mới mời được 8 doanh nghiệp vào khu công nghiệp ở Nghệ An, thì chỉ 2 tháng đầu năm nay đã mời được 4 doanh nghiệp, trong đó có tới 3 doanh nghiệp nước ngoài. Chính quyền Nghệ An họ muốn thay đổi kể cả một thế hệ, tất cả những người làm phía sau về làm công tác thu hút đầu tư, thì cái đó được xem là thay đổi về tư duy. Có rất là nhiều dự án bắt đầu lớn dần lên theo quy mô và theo vốn liếng, cũng giống như là về lĩnh vực sử dụng đất đai. Các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xem như nhà đầu tư sơ cấp, xây hạ tầng rồi đi mời nhà đầu tư thứ cấp vào. Một khi nhà phát triển hạ tầng đã lạc quan, hào hứng, nghĩa là đã có tín hiệu thị trường khởi sắc cho thu hút đầu tư vào Nghệ An. Trong 3 năm trở lại đây, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh này cũng đã liên tục cải thiện, từ nhóm cuối đã lên nhóm giữa bảng. Làm thế nào để tiến lên nhóm tỉnh có sức cạnh tranh khá trong bảng xếp hạng năng lực cấp tỉnh để tiếp tục thu hút được doanh nghiệp? Làm thế nào để thực sự phát huy vị trí chiến lược của tỉnh để trở thành đầu mối kết nối giao thương với khu vực? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thưa ông, bộ phận một cửa trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh như thế nào? Trung tâm này sẽ là cái đầu mối thay cho tất cả các sở ngành hướng đến các nhà đầu tư, không để cho nhà đầu tư phải đi lại, phải chạy chỗ này chỗ khác, tạo nhiều cái mối quan hệ chông chéo và có thể tạo ra những cái hệ lụy và những cái tật xấu mà lâu nay chúng ta thường hay nói đến là cái đi đêm. Thì từ đó lãnh đạo tỉnh cũng quyết tâm là đưa cái trung tâm này để trở thành một cái điểm mà ở đó phải thực sự minh bạch, thực sự năng động và thực sự là hướng về nhà đầu tư. Thì thời lượng cho các nhà đầu tư nộp và lấy hồ sơ và kết quả đấy, thì đã được giảm từ 30 đến 50% so với trước đây và thấp hơn so với cái yêu cầu của chính phủ khi đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng với bộ phận một cửa thì họ có thể phản ánh các vướng mắc của mình ở đâu ạ? 2 năm trở lại đây thì lãnh đạo tỉnh đã duy trì là mỗi tháng một lần. Và mỗi tháng một lần như vậy, đấy là cái tần suất bắt buộc. Chứ còn đột xuất có những cái vấn đề cần thiết thì lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp xúc với từng nhóm doanh nghiệp hoặc là các hiệp hội. Đối với cái việc mà hàng tháng làm thì lãnh đạo tỉnh đã đặt ra một cái nhiệm vụ là tháng trước các hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp đưa ra chuyện gì, đã giao nhiệm vụ xử lý làm sao, thì tháng sau kiểm tra lại xem là đã xử lý chưa. Nếu mà chưa xử lý, đang còn vướng mắc thông qua báo cáo của doanh nghiệp hay là các hiệp hội, các tổ chức, thì đích thân địa phương hoặc sở ngành phụ trách đó mà chưa giải quyết thì phải tham gia họp cùng. Anh muốn không phải đi họp để giải quyết việc đó thì anh phải giải quyết dứt điểm được cái ngày hàng tháng quy định cho cái tiếp xúc doanh nghiệp. Vậy trong thời gian tới thì cái chính sách tiếp tục thu hút các cái nhà đầu tư của Nghệ An sẽ theo hướng nào? Rất may mắn cho tỉnh Nghệ An là có các cái nhà đầu tư hoạt động hạ tầng khu công nghiệp như V-Ship, như Hamarai, như công ty Hoàng Thịnh Đạt. Đó là những nhà đầu tư mà họ bỏ tiền ra để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, có thể nói là lót ổ cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà máy đến với tỉnh Nghệ An thay cho chính quyền Nghệ An. Và bên cạnh đó nữa thì họ sẽ là hạt nhân thu hút. Tỉnh Nghệ An là cái cam kết của chính quyền, sự đồng hành cùng với họ, có nghĩa cả hai cùng đi tiếp xúc đầu tư thì hai đi chiến đấu sẽ bao giờ cũng lợi thế hơn một. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ạ.